chuyện Nghe lời mẹ. Một tay trẻ tuổi quay sang hôn cô gái không quen biết ngồi kế bên ở ghế đá trong công viên. Chẳng thấy cô gái có phản ứng gì, anh ta bèn hôn cái nữa, nhưng cô gái vẫn ngồi im. Ngạc nhiên quá, anh ta hỏi: "Tại sao em lại im lặng, không phản ứng gì cả như nào?" "Mệt với anh thật đấy. Mẹ tôi đã dặn rồi, không bao giờ được nói chuyện với người đàn ông mình không quen, hiểu chưa?" Câu chuyện Người vợ tuyệt vời. Hai người bạn nói chuyện với nhau. "Có lẽ là mình lại phải viết đơn ly dị cậu ạ." "Lại sao nữa?" "Vợ chồng mình nửa năm nay không thèm nói với nhau một câu nào." "Cậu điên à? Biết tìm đâu ra một người vợ tuyệt vời như thế?" Câu chuyện Đợi vợ cho phép. Một nhân viên bước vào phòng sếp với vẻ mặt rất căng thẳng và đau khổ. Anh ta tiến lại trước mặt sếp của mình, cố trấn tĩnh để nói chuyện một cách lễ độ nhất có thể. "Dạ, xin lỗi ông vì tôi đã làm phiền ông ạ. Nhưng vợ tôi muốn tôi yêu cầu ông tăng lương cho tôi ngay lập tức. Nếu không cuộc sống của tôi sẽ không được yên ạ." Sếp đáp lại với vẻ thông cảm: Tôi hiểu hoàn cảnh của anh lắm chứ. Nhưng tôi không thể thực hiện yêu cầu này của anh được nếu vợ tôi chưa cho phép ạ." Câu chuyện Quán quân lười. Một người đàn ông nói với bạn: "Sao anh lại có thể lười thế nhỉ? Suốt ngày chỉ nằm ngủ thôi. Bằng tuổi anh thì người ta đã có một gia đình đàng hoàng, con cái khỏe mạnh. Anh không làm được như người ta hay sao?" Người lười trả lời: "Dạ vâng, anh nói đúng. Nhưng tôi thì cũng rất muốn lấy vợ ấy nhá. Thế sao giờ này anh còn chưa cưới?" "Nhưng mà anh chẳng hiểu gì cả. Để tìm được một người đã có bầu sẵn rồi đâu phải dễ." Câu chuyện Đừng hy vọng vào điều đó. Một sĩ quan cảnh sát bắt một người lái xe dừng lại vì anh ta đang phóng quá tốc độ trên đường. Anh ta phân giải: Nhưng thưa ông, tôi có thể giải thích ạ." "Im lặng, tôi sẽ nhốt anh vào trại giam cho đến khi thủ trưởng quay lại." "Không, nhưng thưa ông, tôi chỉ muốn nói..." "Tôi đã nói là im lặng, anh sẽ phải vào trại giam." Một vài giờ sau, sĩ quan cảnh sát nhìn phạm nhân và nói: "Rất may cho anh, thủ trưởng đang ở tiệc cưới của con gái mình, nên ông ấy sẽ rất vui khi quay lại đấy." "Thôi, đừng hy vọng vào điều đó, tôi là chú rể đây này." Câu chuyện Đốt cây xăng. Có một thương gia nổi tiếng qua đời. Đến ngày cúng đầu tuần, các con tập trung đông đủ, mời bà đồng cốt gọi hồn, hỏi xem tình hình bố thế nào. Anh con trưởng sốt sắng hỏi: "Bố ơi, chúng con thương bố lắm. Ở dưới đó bố có thiếu ô tô hay xe máy để anh em chúng con đốt cho bố ạ?" "Chúng mày chả thức thời. Ở dưới này ô tô xe máy nhiều lắm. Chúng mày đốt cho bố một cái cây xăng để có khi kiếm tiền còn dễ hơn đấy chứ nhỉ." Câu chuyện Tránh khỏa thân. Cô gái nhớ lời mẹ dặn nên lúc nào cũng đội một chiếc mũ lên đầu, tránh để chồng nhìn thấy toàn thân thể. Mẹ cô dâu có một số quan điểm cổ hủ về hôn nhân và bà truyền dạy cho con gái: "Đừng bao giờ để chồng con nhìn thấy con hoàn toàn khỏa thân. Bao giờ con cũng phải mang một thứ gì đó trên người." "Vâng thưa mẹ." Sau khi cưới 2 tuần, cô gái cùng chồng sắp sửa lên giường thì anh chồng hỏi: "Em yêu, trong gia đình em có ai bị tâm thần không đấy?" "Theo em biết thì không. Tại sao anh lại hỏi như vậy?" "Có đấy. Chúng mình cưới nhau được 2 tuần lễ, thế mà đêm nào em cũng đội cái mũ tồi tệ ấy lúc nằm trên giường với anh." Câu chuyện Vá bao cao su. Anh chàng quản lý một câu lạc bộ thể hình tại Scotland, nổi tiếng hà tiện, đến chỗ người sửa xe đạp và đưa cho ông này một chiếc bao cao su cũ. "Ông ơi, nó bị thủng, ông có thể vá lại cho tôi được không?" "Nói thật nha, tiền công vá đắt lắm,
anh mua cái khác còn đỡ tốn hơn. Không được, đây là cái của cả câu lạc bộ cơ mà. Câu chuyện vết sẹo trên người nữ thư ký. Vừa đánh răng vừa rửa mặt buổi sáng, đi từ phòng tắm ra, sếp hỏi cô vợ. Ai gọi điện thoại thế hả em? Cô thư ký của anh. Cô ấy báo cáo gì về việc gì hả em? Cô ấy xin nghỉ hôm nay vì bị đau ruột thừa. Đau ruột thừa? Đã từ lâu lắm rồi cô ấy có đau ruột thừa đâu. Mà anh đã trông thấy cái sẹo của cô ấy hàng trăm lần rồi. Anh nhầm. Câu chuyện bó tay. Khi đang xem một trận bóng đá và thấy màn hình TV xuất hiện con số 13-12, cụ ông phàn nàn với bà cụ. Nhỉ, đá đấm kiểu gì mà tỷ số đậm thế? Chủ nhà ghi 13 bàn, còn thằng sân khách thì ghi đến 12 bàn. Ông lầm cầm rồi. Lầm cầm thế nào? Đó là số thẻ phạt. Đội chủ nhà 13 thẻ vàng, đội khách 12 thẻ. Đứa cháu nội đang học bài bên cạnh liền chép miệng thở dài. Ông bà ơi, 13-12 là số lần hai đội được hưởng phạt góc chứ. Câu chuyện cứ yên tâm đi. Một quý bà ăn mặc sang trọng chạy hớt hớt hải đến đồn công an để trình báo. Thưa ngài, chồng tôi nó đe dọa, nó sẽ oánh tôi. Vâng, thật khổ cho bà. Ông biết không? Chúng tôi vừa mua sổ bảo hiểm 1 triệu đô. Nên có lẽ chồng tôi nó nảy lòng tham đây mà. Vâng, vậy bây giờ chúng tôi giúp gì được bà? Các anh, hãy... Rồi, tôi hiểu rồi. Bà cứ yên tâm đi về nhà, xem như không có chuyện gì xảy ra. Nếu như ông nhà bà oánh bà thật, thì chúng tôi sẽ tóm cổ ông ta ngay sau đó. Câu chuyện anh tắt đèn đi. Sau một trận cãi vã kịch liệt, vợ nói với chồng. Hề có trời đất nhá, không bao giờ tôi nhìn cái mặt anh nữa. Anh chồng năn nỉ mãi mà vợ cứ im lặng. Cho đến tối, lúc vào phòng ngủ, anh ta lại tỉ tê. Anh đã giải thích với em đủ điều rồi, lẽ nào em còn giận anh? Nào, quay lại xem nào. Lúc đó cô vợ mới nói nhỏ. Anh tắt đèn đi, em đã thề là không nhìn mặt anh nữa rồi. Chuyện thế chấp. Một ông dẫn vợ đi ăn nhà hàng, ăn xong mới phát hiện quên ví tiền ở nhà, liền nói với chủ quán. Dạ xin lỗi ông ạ, thực sự là tôi rất ngại nhưng tôi phải để quên ví tiền ở nhà. Hay là tôi để lại vợ tôi ở đây rồi về lấy tiền đến thanh toán nhá. À không sao đâu ông ạ, nhưng ông không có cái gì giá trị hơn à? Giá trị hơn? Vâng, như cái đồng hồ chẳng hạn. Chứ vợ thì ở nhà tôi cũng có một bà rồi. Câu chuyện đặt câu. Trong giờ học, cô giáo ra yêu cầu. Các em hãy đặt câu có từ dũng cảm. Em, vì mặc phong phanh nên bạn dũng cảm nặng. Bạn khác hãy đặt câu có từ tập thể cho cô nào. Em ạ, sáng nào em cũng tập thể dục. Còn bạn nào có thể đặt cho câu có từ thông thái. Em, bạn thông thái rau cho lợn ăn. Còn từ đỡ đần. Em ạ, nhờ chăm chỉ học hành mà em đỡ đần hơn. Câu chuyện khả năng nghe siêu hạng. Hai gã cao bồi gặp một người đang nằm sấp trên đường, tai áp xuống đất. Một gã nói. Thấy tên kia không? Trông hắn có vẻ là một đạo sĩ. Ừ, chắc hắn đang nghe ngóng. Nghe nói đám đạo sĩ có thể phát hiện ra tiếng động xa ở hàng dặm ấy. Vừa lúc đó, người đang nằm sấp nói rất khẽ. Ờ,
Một chiếc xe ngựa có mui đi được khoảng 2 dặm với 2 con ngựa kéo, một nâu, một trắng. Trên có một người đàn ông, một người phụ nữ. Gã thứ nhất quay sang bạn, thán phục. Ghê thật ý. Lão đạo sĩ này chỉ nghe thôi mà có thể đọc được toàn bộ thông tin, thậm chí là cả màu sắc, ông thấy kinh không? Có phải thế đâu. Nó vừa cán qua người tôi cách đây nửa tiếng. Câu chuyện khách hàng luôn đúng. Thấy cô nhân viên đang gân cổ lên tranh cãi với khách hàng, sếp rất bực, gọi lại bảo. Cô kia, tôi đã bao nhiêu lần lưu ý cô là khách hàng luôn luôn đúng cơ mà. Sao cô còn cãi khách hàng, hả? Vâng ạ, em vẫn luôn tuân thủ lời sếp ạ. Tuân thủ thế nào đấy, hả? Cô nhìn lại xem, cô tranh cãi với ông ta gay gắt như thế kia mà cô bảo là tuân thủ à? Nhưng thưa sếp. Nhưng cái gì? Ông này lại cứ khăng khăng rằng ông ta đã sai ý ạ. Khó nhỉ.